Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều và tối qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 tỉnh Tây Ninh và tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Giữ trọn lời thề nối những dòng sông. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chương trình Giữ trọn lời thề, nối những dòng sông năm nay được tổ chức đúng vào Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là lời tri ân, tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trước đó, đoàn đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 23. Đây là nơi yên nghỉ của gần 14.000 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai tại phường 4, thành phố Tây Ninh và mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ánh tại xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.